Chào các bạn đến với chương trình Câu Chuyện Kinh Thánh, chương trình được minh họa theo sách Kinh Thánh, để mọi người cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời cho nhân loại chúng ta là thế nào. Nào chúng ta cùng nhau khám phá nhé! Kinh Thánh là một tập hợp của nhiều sách, kể một câu chuyện thống nhất từ đầu cho đến cuối, nhưng tất cả những sách đó được viết theo phong cách văn học khác nhau. Hãy nghĩ về nó giống như vào một hiệu sách, nơi mà mỗi giá sách lại có một thể loại văn học khác nhau. Có sách lịch sử, hoặc thơ ca, hoặc phi giả tưởng. Và khi bạn chọn một giá sách và cầm một cuốn sách lên, bạn sẽ có những kỳ vọng khác nhau và bạn tìm kiếm những thứ khác nhau. Đúng, chúng đều là văn học, nhưng lại được thể hiện qua nhiều cách thực sự khác nhau. Và Kinh Thánh cũng như vậy, nếu bạn không để ý đến thể loại của sách, bạn sẽ bỏ lỡ những tinh túy của mỗi sách. Vậy, những thể loại văn học chính trong Kinh Thánh là gì? Đầu tiên là tường thuật, chiếm khoảng 43% trong Kinh Thánh. Sau đó là văn thơ, khoảng 33% trong Kinh Thánh. Và sau đó là thể loại mà bạn có thể gọi là văn xuôi nghị luận, chiếm 24% còn lại. Gần nửa Kinh Thánh là tường thuật. Đúng, và điều này không phải là ngẫu nhiên. Các câu chuyện là hình thức thông dụng nhất trong việc giao tiếp của loài người. Não của chúng ta được thiết lập để tiếp nhận thông tin qua các câu chuyện. Và các câu chuyện thực sự thú vị, tại sao? Các câu chuyện rèn luyện chúng ta hiểu được những sự kiện dường như ngẫu nhiên xảy ra trong cuộc sống hàng ngày bằng việc sắp xếp những sự kiện đó theo một trình tự, và sau đó bạn có thể bắt đầu nhìn thấy ý nghĩa và mục đích của tất cả những điều đó. Và điều gì liên kết chúng lại với nhau? Những câu chuyện này luôn có một nhân vật. Họ muốn điều gì đó, và rồi thông qua những nhân vật này, trước giả có thể khám phá những câu hỏi lớn của cuộc đời như là chúng ta là ai, hoặc điều gì là thực sự quan trọng trong cuộc sống, một câu chuyện hay luôn là một vài mâu thuẫn. Một vài thách thức để vượt qua, cũng giống như trong cuộc đời của chúng ta. Và điều đó bắt chúng ta phải nghĩ về những thách thức của mình. Tại sao lại có những sự đau đớn hoặc thất vọng như vậy trên thế giới? Và chúng ta có thể làm gì? Và những câu chuyện thường kết thúc với một vài giải pháp chúng ta hy vọng cho câu chuyện của mình. Bởi vì đây là những nhân vật trong Kinh Thánh, họ có chỉ cho tôi về việc tôi nên sống thế nào không? Đó không phải là điểm chính. Hầu hết những nhân vật trong Kinh Thánh đều có nhiều khuyết điểm. Bạn không nên giống như họ, nhưng chúng ta nên nhìn thấy chính mình trong họ. Và điều này giúp chúng ta nhìn thấy cuộc đời và những thất bại của chúng ta từ một góc nhìn mới. Và thậm chí nếu bạn không nhận ra điều đó, nhưng câu chuyện này sẽ bắt đầu hành động và thay đổi cách bạn nhìn thế giới, những người xung quanh và chính bạn. Và có những thể loại tường thuật khác nhau trong Kinh Thánh. Đúng, có tường thuật lịch sử, tường thuật ngụ ngôn, tường thuật tiểu sử ngắn giống như bốn sách Phúc Âm. Chúng ta sẽ tìm hiểu những điều này trong những video sau. Được rồi, tiếp theo là văn thơ. Và nói thật là tôi không đọc nhiều. Bạn cũng giống như nhiều người khác, nhưng có một trong ba chương sách trong Kinh Thánh là thơ ca. Tại sao lại nhiều thơ ca thế? Thơ ca chủ yếu truyền đạt qua ngôn ngữ sáng tạo chặt chẽ, liên kết những hình ảnh với nhau để giúp chúng ta nhìn thế giới theo cách khác. Thơ ca sử dụng rất nhiều ẩn dụ để kích thích cảm xúc cũng như trí tưởng tượng của bạn. Rất nhiều ngôn ngữ mỹ miều, nhưng có phải dễ hơn khi chỉ nói với tôi điều tôi cần biết? Hãy nghĩ về nó nhé. Trong cuộc sống, chúng ta có xu hướng tạo nên những lối mòn về tâm trí, và chúng ta luôn suy nghĩ trong những lối mòn cũ nát quen thuộc, rất khó để thoát ra khỏi logic hoặc lý luận. Và những bài thơ hay sẽ khiến bạn thoát ra khỏi những lối mòn quen thuộc đó để tiến vào một lãnh địa mới. Sự len lỏi. Và có nhiều thể loại thơ văn khác nhau trong Kinh Thánh, có rất nhiều thể loại trong Nhã ca hoặc Thi thiên, có những bài thơ đáng suy ngẫm trong các sách khôn ngoan, và sau đó là những bài thơ kháng cự thống thiết của các tiên tri. Được rồi, thể loại lớn cuối cùng được gọi là văn xuôi nghị luận, chiếm 1/4 Kinh Thánh. Đây là những bài phát biểu, lá thư hoặc một bài luận, và sự tập trung ở đây là việc xây dựng một chuỗi những ý tưởng, suy nghĩ thành một lập luận thống nhất, yêu cầu một sự hồi đáp logic giống như: "Này, bạn đã nghĩ về điều này chưa? Bạn nên cân nhắc mối liên kết của nó với thứ này." Và nếu bạn làm vậy, bạn sẽ nhìn thấy đó là kết quả, và do kết luận như vậy, bạn nên ngừng làm việc đó lại, để kết quả sẽ là một thứ khác. Vậy là bạn đang thuyết phục tôi với các lý do. Đúng vậy, văn nghị luận ép bạn phải suy nghĩ logic và thống nhất, và sau đó là hành động theo điều này. Nghị luận Kinh Thánh được tìm thấy trong các bộ luật, trong các sách khôn ngoan và các lá thư do các sứ đồ viết. Được rồi, mỗi cuốn sách trong Kinh Thánh có một phong cách văn học khác nhau. Không, thực ra hầu hết các sách đều có một phong cách văn học cơ bản, ví dụ như tường thuật chẳng hạn. Nhưng ở trong văn tường thuật, bạn sẽ thấy cả thơ ca hoặc ngụ ngôn hoặc một bộ luật. Mỗi sách trong Kinh Thánh đều là một sự kết hợp độc đáo của các phong cách văn học. Và để đọc cuốn sách này hiệu quả, bạn cần phải quen thuộc với mỗi thể loại văn học và cách thể hiện của chúng. Vậy bạn biết bạn phải chú ý vào đâu, nên đặt những câu hỏi như thế nào? Nhưng trước khi bạn nhìn vào mỗi thể loại, có một đặc điểm chung của văn học Kinh Thánh. Điều này thực sự quan trọng và thú vị. Đây là điều chúng ta sẽ khám phá trong video tiếp theo.
Các bạn xem hãy ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ video này trên mạng cộng đồng để nhiều người được biết Chúa qua chương trình. Hẹn gặp lại các bạn các video đặc sắc tiếp theo.